Cùng lúc đó, sân thi số 7, Hạ Lâm dùng tinh thần lực để chiến đấu với robot, đây là con cuối cùng đúng không? Ở đó có một loại cảm giác rất nguy hiểm, thực lực ít nhất là ở trên cấp 3, nhưng không ra ngoài ngăn cản mình, chứng tỏ không ở trong kiểm tra, có lẽ là nhân viên giám sát phụ trách kiểm tra gì đó. Khi bước ra ngoài, Hạ Lâm bất ngờ với tình huống ở đây, có rất nhiều người đang đứng trong trạng thái phòng thủ, khuôn mặt rất sợ sệt. Đây rốt cuộc là sao? Trận đánh lớn thật. Bọn họ đang cảnh giác cái gì vậy? Bên trong xảy ra chuyện gì sao? Đây là hai người đang chiến đấu sao? Tại sao đối thủ lại là người? Mục tiêu của kỳ thi không phải đều là robot sao? Hắn là kẻ nào? Một cảm giác mang lại cho ta rất kinh hãi. Sau khi dùng tinh thần lực quét qua Lục Thánh thì bị phát hiện, đôi mắt của Lục Thánh khiến cho Hạ Lâm sợ hãi, cô ta chạy trốn trước ánh mắt của Lục Thánh, ánh mắt đầy lạnh lùng. Kia là cái gì? Cảm giác sợ hãi này, đáng sợ thật. Trung tá Đông Tình Tuyết, Tân Thiệu Quân thiếu tá. Bên trong bây giờ là tình huống như thế nào, nhân viên giám sát bên trong đâu rồi? Vài cái máy quay ở gần cửa đều bị phá hoại rồi, tạm thời không rõ, nhân viên giám sát 3 phút trước đã mất liên lạc, đang còn chuẩn bị báo với cấp trên. Tất cả người ở đường số 12, toàn bộ tài liệu đều cho tôi phần, ngay lập tức. Không cần đâu, cánh cửa đột nhiên sắp vỡ, như có người đang sắp đấm bay cánh cửa để thoát ra ngoài. Lục Thánh bước ra với vẻ mặt không sợ bố con thằng nào, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Cái gì, chỉ là một học sinh sao? Nhưng lôi thêm một người nữa ra, đó là nhân viên giám sát. Cậu không phải là học sinh của thành phố Thanh Nguyên sao? Xin hỏi cậu là ai? Lục Thánh thả tên nhân viên giám sát xuống đất dõng giặc đáp, "Lục Thánh thành phố Bạch Hà." "Được lắm tiểu tử cậu, con rối robot đắt tiền như vậy, cậu tùy tay đã tháo được nó rồi thì chưa nói, đến ngay cả giáo quan cũng bị đánh, cậu thật sự được đấy." "Hiểu lầm thôi, tôi cho rằng đây là một phần của kiểm tra, anh ta rất lợi hại tôi vẫn chưa dừng tay." Đông Tình Tuyết đã dùng tinh thần lực quét qua người Lục Thánh, Lục Thánh vẫn đứng bất động tại chỗ. "Chúc mừng cậu đã thông qua kỳ thi nhập danh lần này, bạn học Lục Thánh, đi nghỉ ngơi trước đi, nhân viên sẽ đưa cậu đi đến ký túc xá." "Vâng, Lục Thánh đáp." Tên tiểu tử này thật sự điên rồi, vừa nãy xem lại video con rối cơ quan cấp 2 giống như món đồ chơi trong tay của hắn vậy. Kết quả tài liệu hiển thị, khí huyết chỉ có 15, lực chiến đấu là một vạn năm, được sao? Đúng là khó tin thật, vừa nãy tôi đã dùng tinh thần lực để thăm dò cậu ta, cái gì cũng không cảm nhận được, cậu ta cũng không phản ứng lại. Cho nên cô chuẩn bị sắp xếp thế nào với con quái vật này? Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà giá trị tài liệu của cậu ta nhất định là không chính xác, tạm thời đem cậu ta liệt vào hạt giống hàng đầu giống như Hạ Lâm để bồi dưỡng. Xem ra cuộc cạnh tranh lần này sẽ càng lúc càng thú vị hơn rồi. Vừa nãy là nhìn trộm tinh thần lực sao? Tinh thần lực của giáo quan Đông Tình Tuyết ít nhất phải mạnh hơn mình gấp 5 lần. Mình đem toàn bộ tinh thần lực thu lại rồi, không biết bị phát hiện hay chưa. Đang suy nghĩ thì bụng Lục Thánh kêu lên, "Bạn học Lục Thánh bây giờ đã đến giờ ăn rồi, hãy đi đến nhà ăn dùng bữa trước, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi đến ký túc xá." "Cảm ơn, đã làm phiền rồi." Tiện thể hỏi luôn một câu, "Lượng đồ ăn ở đây có đủ ăn không?" "Lượng đồ ăn gần đây có hơi, ha ha yên tâm đi, lần đầu tiên dùng đồ ăn thì không giới hạn số lượng." Trước mặt Lục Thánh được trưng bày ra những món ăn ngon nhất của nhà bếp nét mặt Lục Thánh vui lên vì được ăn ngon, trông rất háo hức, dù đã ăn hơn 20 đến 30 dĩa nhưng Lục Thánh vẫn ăn tiếp. Món này ngon, cho thêm 5 dĩa nữa, không, 10 dĩa nữa, cái này cũng cần. Cậu ta ăn mà sĩ quan ở đây chỉ biết ngao ngán không nói gì. Bạn học Lục Thánh đúng không? Tôi tên là Dương Nhiên, cũng là học sinh tham gia huấn luyện lần này của thành phố Bạch Hà. Chúng ta đã từng gặp nhau ở kiểm tra võ giả, cậu còn nhớ không, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu hay không? Đồ ăn ở đây không có giới hạn số lượng, cô có thể đi đến chỗ bọn họ tìm ha ha tên lục thánh này chả hiểu ý của phụ nữ gì cả chỉ biết ăn thôi ai muốn ăn trực cơm của cậu chứ hơn nữa đã nói không giới hạn cậu làm gì vậy tôi nhớ hội trưởng đã từng nói thành phố bạch hà đã lâu rồi chưa có người đến đây đây rốt cuộc là chuyện gì ha ha có thể là cậu hiểu lầm rồi thật ra mỗi năm thành phố bạch hà đều có học sinh đến đây chỉ là rất nhiều năm qua đều có ít người có thể thông qua kỳ thi nhập doanh cho dù thông qua kiểm tra rồi rất nhanh cũng vì điểm tích lũy không đủ mà bị đuổi đi trải qua vất vả chỉ có thể làm nền cho người khác ai cũng không muốn đem chuyện này viết vào trong lý lịch hóa ra là như vậy vậy thì điểm tích lũy là cái gì điểm tích lũy chính là tiền tệ ở đây muốn sử dụng tài nguyên của trại huấn luyện thì cần phải sử dụng điểm tích lũy sử dụng máy móc huấn luyện thỉnh giáo vấn đề tu luyện của giáo quan lấy được thuốc bổ thậm chí ký túc xá cũng phải cần đến tiêu hao điểm tích lũy chính là thịt dị thú mà cậu ăn cũng là chuyên cung cấp cho quân đội chỉ có sử dụng điểm tích lũy mới có thể lấy được. Và cho đến hiện tại, trong trại huấn luyện sở hữu điểm tích lũy chỉ có 3 người. Chỉ có 3 người. Điểm tích lũy của bọn họ làm thế nào mà lấy được vậy? Chỉ có thể thông qua kiểm tra và kiểm tra mới có thể giành được điểm tích lũy, điểm tích lũy bọn họ chính là thông qua kiểm tra nhập doanh mà giành được. Võ giả Thiên Phú cấp 2 của thành phố Dương Lâm, Tào Dũng, sở hữu Thiên Phú gia đá. Người thứ hai là võ giả Thiên Phú cấp 2 của thành phố Đông Lam, Mạnh Tiến Hà sở hữu tốc độ kiểu thiên phú người cuối cùng còn hiếm hơn cả võ giả thiên phú thức tỉnh thiên phú tinh thần lực niệm sư nghe nói thực lực và thiên phú là mạnh nhất trong trại huấn luyện khóa này tinh thần niệm sư hạ lâm đang đi thì hạ lâm nhìn thấy lục thánh khiến cô phát hoảng bởi vì khi nãy cô đã dùng tinh thần lực thấy ánh mắt của lục thánh rất đáng sợ cô liền phát hoảng mà làm rơi thức ăn xuống đất